Sơn Đế Sơn. Thương dạ, ba mày chết rồi. Tôi nói gì? Ba mày chết rồi. Mẹ ơi, mẹ, ba chết rồi mẹ. Ba chết rồi mẹ ơi. Cái gì? Ba chết rồi mẹ ơi. Đi đi con mẹ. Đi đi con. Đi mẹ. Ba ơi, ba, ba ơi, ba ơi, ba, ba ơi, ba ơi, ba ơi, ba ơi, mời anh ra ngoài cho. Buông ra, bình tĩnh. Buông ra. Chúng tôi là nhiệm vụ. Ba ơi, ba ơi, mày nghĩ anh ra ngoài giùm tôi. Ba, 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 ba. Em đã thấy thoải mái hơn chưa? Tại sao anh lại làm như vậy? Anh nghĩ là đối với tôi những chuyện như vậy quá quen rồi. Mọi chuyện xấu xa trên đời này thì mọi người đều nghĩ là do tôi làm. Anh thấy trái tim em đầy tổn thương. Anh có tin tôi giết người không? Anh cũng không biết. Vậy là anh cũng như bao người khác thôi. Anh chỉ biết là dù em thế nào, có phải là kẻ giết người hay không, anh vẫn không thể nào ngăn trái tim mình yêu em. Anh điên thật rồi. Anh biết là anh điên lâu rồi. Từ lúc anh nhận ra, anh không thể không nghĩ về em mỗi ngày. Suốt 8 năm qua, em luôn ở trong trái tim anh. An à, dù có giây phút anh căm thù em, nhưng đó cũng là vì anh quá yêu em nên mới như vậy. Em không thể nào trốn tránh mãi được, mà cần phải đối diện. Chỉ có anh dẫn Thiên Ân bỏ nhà đi trốn thôi. Còn em vẫn ở đây, ở trong căn phòng này mòn mỏi đợi chờ anh. Anh có biết không? Em vẫn luôn đối diện với nỗi đau khổ của chính mình mà. Ý anh là chúng ta phải đối diện với bản chất thật của mối quan hệ này. Đây không phải là hôn nhân, mà là địa ngục. Đã đến lúc chúng ta phải giải thoát cho nhau rồi. Tôi như chúng ta ly dị đi. Ly dị? Ly dị hả? Anh đang nói cái gì vậy? Anh Vũ, anh là tình yêu của em, anh là lẽ sống của em. Nếu như bây giờ anh kêu em ly dị, kêu em rời xa anh đi, thì chẳng thà anh moi tim em ra, anh dứt ra ngoài đường luôn đi. Anh không thể nào thoát khỏi ám ảnh em là em gái của anh. Anh không yêu em, cuộc hôn nhân này không đúng. Anh không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Anh không thể nào phí cả cuộc đời để lừa dối em, lừa dối mọi người và lừa dối chính bản thân của mình. Anh xin lỗi em, hãy cho anh một con đường, hãy để cho anh chính là chính mình đi. Anh đừng hòng. Anh quên là anh đã hứa gì với em rồi hả? Anh hứa là dù anh không yêu em, không tha thứ cho em, nhưng mà anh vẫn có trách nhiệm với cuộc hôn nhân này mà. Em không có đòi hỏi gì nhiều ở anh. Em không bắt anh yêu em, không bắt anh làm một người chồng đúng nghĩa. Không gì cả. Nhưng bây giờ chỉ đơn giản là anh hãy thực hiện đúng lời của anh hứa đi. Thank you.
cũng chẳng ra gì. Anh lại còn biến tôi thành một người đàn bà tồi tệ hơn nữa. Tại sao lại ép tôi làm những điều tôi không hề muốn như vậy chứ? Tại sao? Tại sao? Suy đoán của mình là không sai. Bà Lụa chính là hung thủ giết ông Hổ để trả thù cho con gái của mình. Nếu như trước đây mình học công an thì không chừng bây giờ trở thành thiên tài phá án rồi. Một lần thôi.